Sưu tầm điện tử Anh Phương xin trân trọng gửi lời chào tới tất cả các bác. Ngày hôm nay thì Anh Phương này tranh thủ lên sóng giới thiệu với các bác về những sản phẩm âm thanh rất là cao cấp mà Anh Phương đang phân phối. Chắc là trên thị trường hiện nay thì sau khi mà Anh Phương bán hàng vài ngàn bộ pin energizer thì trên thị trường hiện nay thì cũng rất nhiều các cái dòng pin của Trung Quốc tràn về. Với giá thành thì nó cũng 300-400 ngàn một bộ. Và chắc các bác cũng đã từng thử và trải nghiệm đúng không? Và khi đó thì chúng ta mới thấy rằng là những cái dòng pin xịn nó vẫn là một trong những cái sản phẩm mà bán được nhiều nhất hiện nay trên thị trường. Và ngày hôm nay thì anh Phương sẽ giới thiệu các bác về những cái bộ pin sạc của Mỹ. Nhà em nhập một lần hàng vài trăm bộ luôn các bác. Một lần vài trăm bộ. Bán cái mẫu này nó rất là chuẩn. Anh em mua thì chỉ có mua thêm thôi. Hầu như là một bác mua thì sau đó là anh em bạn bè đến chơi, chúng ta thấy hát được bền bỉ hàng bao nhiêu thời gian cũng không hết pin, thì chúng ta lại giới thiệu nhau để mua hộ cho nhau. Những bác đăng ký kênh của anh Phương, hơn 40.000 người đăng ký, thì chắc chắn rằng cũng phải một nửa trong số đó đã có mua pin sạc của anh Phương. Cho nên là bác nào mà chưa mua, tức là đăng ký mới, thì các bác có thể tham khảo. Đây là ngày hôm nay em sẽ mở đóng gói ra khoảng độ 4 cái thùng pin sạc. Dòng pin sạc đến từ Mỹ. Đây nha các bác nha. Em bỏ ra hai bộ này. Đầu tiên là chữ Mỹ này, UEDA này. Đấy nha. Đây là Energizer của UEDA của Mỹ này. Với cái máy sạc được công ty Energizer đặt hàng tại China này. Đây là máy sạc Charger này. Còn pin sạc được sản xuất tại Nhật Bản này. Trên cái thân của pin sạc này nó ghi rõ là Made in Japan. Mà nói đến Nhật Bản thì chúng ta thấy rằng là nó là một trong những cái nơi mà mang đủ cái niềm tin cho người chơi, đặc biệt là thiết bị điện tử. Những hàng của Nhật sản xuất thì người ta không phải bàn về chất lượng. Đấy. Các bác nhìn cái thiết kế cũng như cái cách đóng gói của pin, chúng ta đã thấy đủ độ khôn, độ chất của dòng sản phẩm này rồi. Các bác có thể mua pin Trung Quốc với giá khoảng độ 400 ngàn hay 350 ngàn. Thì các bác nhìn đố các bác thấy là cái bộ pin nào mà nó đóng gói mà chất lượng như này. Nhìn cái chất pin này. Đấy. Các bác thấy không? Pin này thì các bác có thể hát được liên tục, nếu bật mic liên tục không tắt. Thì nó được từ 12 đến 14 tiếng tùy theo loại mic. Còn nếu hát trong gia đình mà cứ hát 2-3 tiếng một ngày. Sau đó các bác cứ thử cho em xem nó phải được từ 7 đến 10 ngày mới phải sạc một lần. Hết điện thì chúng ta cắm vào máy chúng ta sạc. Khi bắt đầu sạc thì nó báo đèn đỏ. Khi đầy thì nó tự chuyển sang đèn xanh, tức là nó chuyển sang chế độ tự ngắt. Các bác không phải quan tâm đến cái chuyện nó sạc đến bao giờ cả. Cứ cắm vào đấy là nó sạc. Sạc đầy nó tự ngắt. Cho nên là khi mà máy sạc nó có chế độ tự ngắt như này thì nó sẽ bảo vệ cho cái pin nó không bị chai, bị phồng. Và nó bền bỉ. Những cái bộ pin này các bác có thể dùng 5-10 năm không hỏng các bạn. Nếu mà hầu như các bác mà có mua thêm ấy, thì đa số là các bác bị mất pin. Đấy, để đâu đó nó bị lạc, thất lạc mất pin thì các bác mua thêm pin. Chứ còn những cái bộ này nó rất là bền. Đây này các bác nhìn cái quy cách đóng gói của cái dòng này này. Đấy, đây này em mở ra. Các bác nhìn thấy pin nó còn đóng gói, nó còn chèn này, nó có giấy thấm này. Đấy, giấy chống ẩm này. Đấy, mỗi một bộ nó đều có giấy thấm. Các cái quy cách chèn của nó này. Đấy. Làm gì có cái mã pin nào nó đóng gói cẩn thận. Đây là hàng nhập khẩu đây. Hàng đã dán tem này. Nhập khẩu đây. Đấy. Đây là nhập khẩu. Tem nhập khẩu. Hàng này được bảo hành 1 năm. Với giá là 500 ngàn đồng cho một bộ này. Đây là pin 2A. Đấy, pin Mỹ các bác nhá. Nhà em thì làm pin này truyền thống từ rất lâu rồi. Và bán được rất nhiều rồi. 500 ngàn đồng bao ship cho các bác. Thực ra đây là phụ kiện thôi. Bán gọi là vừa bán vừa giao lưu, để cho các bác biết rằng là chất hàng mà anh Phương tuyển chọn thì nó ở cái tầm nào. Mua một bộ pin sạc các bác sẽ cảm nhận được là hàng của anh Phương nó rất là chuẩn. Đấy, bác nào đầu tư thì alo cho em nhé. Nhà em thì lúc nào cũng sử dụng pin sạc. Ví dụ như tất cả các dòng mic nhà em hiện tại đang test và sử dụng đều sử dụng pin sạc. Đây nhá. Tháo luôn cho bác cái tem mic này. À. Đấy. Chứ nếu nhà em mà bây giờ mà đi dùng pin thường thì có một tiền tấn. Trông thế thôi, 500 ngàn nhưng các bác dùng được 5-10 năm thì bù trừ đi nó lãi cao luôn các bác. Đấy, chứ không mất nhiều tiền đâu. Kể cả đây.
Nhà em nếu mà dùng pin sạc thì nhà em lúc nào một ổ. Máy sạc nhà em đây, pin sạc đây, lúc nào cũng phải có mấy bộ để sử dụng liên tục. Nhà em thì dùng pin nhiều lắm. Đấy. Ngoài ra các bác có thể mua pin rời. Đây trong này là pin rời. Pin rời thì nó rơi vào 180.000 một đôi các bác nhé. Pin rời 180.000 một đôi. Bác nào đầu tư đến những dòng pin này alo cho em với số máy 0971998555. Chắc chắn các bác sẽ hài lòng. Không hài lòng em bù tiền. Bác nào mà dùng trong một tuần mà không ưng ý đóng lại em trả tiền gấp đôi. Mua 500.000 đồng trả thành 1 triệu luôn. Nhé các bác nhé. Cam kết 100% như thế, không có 1% nào thừa. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.